Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ West Ham và câu lạc bộ Fulham. Đây là trận đấu thuộc vòng 10 giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam, và các cầu thủ West Ham sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà West Ham sẽ là những người đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội khách Fulham với mức kèo là 0,75, mức kèo hơi hạ xuống là 0,5 và tăng một trái. Mức tài xỉu trận này là 2,75, 3 trái và 2,5. Tỷ lệ biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần gặp nhau gần nhất của West Ham và Fulham. West Ham thắng 4 và hòa 1 trước Fulham. 5 trận thi đấu gần nhất của West Ham, West Ham cũng thắng 4 nhưng mà họ thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Fulham, Fulham thắng 2 và thua 3. Và ở trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn cửa đội chủ nhà West Ham chấp 0,5 hoặc là 0,75 ở trận đấu này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực ở thời điểm hiện tại thì West Ham đang được đánh giá là nhỉnh hơn Fulham. Thứ hai là trận đấu này West Ham có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba là thì xét về phong độ cũng như thành tích ở đầu á thì West Ham họ cũng đang quá là vượt trội hơn so với Fulham nữa. Với lại mình thấy cái mức kèo này nó cũng chưa mấy thật sự gọi là hợp lý, khi mà hiện tại thì Fulham đang ở vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng, đang xếp trên West Ham đến 7 bậc. Tuy nhiên thì trận đấu này Fulham được chấp sắp xỉ đến một trái thì mình nhiều khả năng đây là cái mức kèo gà để cho bàn đổ về nằm Fulham quá nhiều không chừng nữa. Nhưng mà với cái đớp trên sân nhà cộng với cái thành tích đầu trước đây trước Fulham trên sân nhà thì cũng rất là tốt, thì mình dự đoán trận đấu này West Ham họ sẽ lại một lần nữa tận dụng được lợi thế sân nhà của mình để có chiến thắng trước Fulham để cải thiện vị trí của mình để mình xếp hạng. Với cái mức kèo chỉ tầm một trái xuống thế này, chỉ cần mà thắng cách biệt một bàn trước Fulham thôi thì chúng ta chọn cùng West Ham, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Cho nên trận đấu này mà nào tin tưởng mình ưu tiên đi cùng West Ham chấp dưới một, nghĩ sẽ rất là sáng các bạn. Mức tài xỉu trận này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì Fulham ở mùa giải năm nay thì họ cũng là bóng có thực lực, và những lần chạm trán với West Ham mặc dù là không thắng nhưng mà họ cũng hay ghi bàn lắm. Cho nên mình dự đoán trận này một phần nữa sẽ có từ 3 bàn trở lên, có thể là kết thúc 9 phút, dự đoán sẽ có số là 2-1 hoặc là 3-1 như vậy cho West Ham, hoặc cũng hay là một kết quả cao hơn nữa. Cho nên bạn tin tưởng mình nữa, ưu tiên đánh cửa tài dưới 3 nha. Còn nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng của West Ham, ưu tiên đánh cửa tài không được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và xỉu là một trái, dự đoán hiệp 1 với thế sân nhà thì West Ham họ sẽ có bàn thắng trước, thậm chí là hai bàn. Thì một thì an toàn, các bạn nên lựa kèo West Ham đồng banh và đá tài 2-1 thì vào. Tóm lại cho chốt kèo là chọn của West Ham và đá tài 1 cũng vậy. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.